Hello các bạn, trước khi các bạn xem video này mình xin cảnh báo với các bạn một vài điều. Thứ nhất, video này sẽ làm các bạn cực kỳ khó chịu, nặng nề tâm lý. Các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Thứ hai là khi xem video này mình mong muốn là các bạn sẽ không có suy nghĩ tiêu cực. Lúc nào cũng vậy, sẽ có người này người kia. Và nó luôn luôn là như vậy, cuộc sống nó vận hành như vậy. Thì mình hy vọng là các bạn đừng xem những cái tiêu cực ở video này. Và sau đó các bạn mất lòng tin, bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xem video này nha. Chị phát cho những người lớn rồi. Tại đó là mục tiêu của cái chuyến đi này. Ủa sao chạy luôn cô? Chạy luôn rồi, xin chạy luôn. Ủa mà sao chạy luôn? Tại tụi nó chạy theo á, chạy theo nó giật á. À chạy theo giật luôn hả? Chạy theo giật. Hồi nãy cho mình chạy theo nó giật người ta té luôn. Ồ, ghê vậy hả? Ở đây ở đầu đường nó lưu manh lắm. Dạ. Giật tiền, giật điện thoại, giật tiền. Trời ơi, thân thiện như vậy con. Em đưa cô chạy. Còn đó dưới á. Không. Anh còn nhiêu đây à? Anh còn cái ấy của anh. Hello anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với xe ôm vlog. Mình đang trên đường đi qua nhà hàng chay hay là quán chay gì đó 125 Cộng Hòa để tham gia một cái quà cho những người vô gia cư ha. Thật ra những cái video như thế này làm rất là ngại các bạn. Mấy người hiểu và đồng cảm thì sẽ rất là ủng hộ. Nhưng cũng sẽ có những người nói này nói nọ. Kiểu giống như là ra vẻ ở nhà không dám rửa cái chén, không dám quét cái nhà, mà đi ra đường phát quà từ thiện gì. Đúng rồi, trời ơi. Cái mà mình quan tâm là ít nhất họ sẵn sàng dành tuổi trẻ, thanh xuân, thời gian, tiền bạc, công sức. Thay vì để đi chơi, để đi tụ tập, để làm những việc vô bổ thì họ làm những việc có ích. Ít nhất là sẽ giúp được một ai đó. Người ta làm việc tốt thì hãy ủng hộ vậy thôi. Hello. Chào anh. Chào em. Nhớ anh không? Mọi người đang làm cái gì vậy? Gói quà. Một chai nước, hai bịch sữa. Có bồ chưa? Chưa anh ơi, em đâu còn em à đâu. Rồi, cho số điện thoại đi. Hello các bạn, mình đến trễ nhưng mình cũng có phụ nha. Mình có phụ, mình tháo mì. Tại mình sẽ chia thành 4 nhóm. Mình sẽ đi quận, các quận mình đã tham gia phân rồi. Thứ nhất là quận 1, nửa quận 1, quận 3 và quận 5. Nhóm thứ hai là quận Thủ Đức, Bình Thạnh và quận 2. Khi mà mình đi vòng dưới kia rồi Bình Thạnh thì mình vòng quận 2 xong mình về Thủ Đức. Mình về Thủ Đức xong mình bán ở dưới quận 9 luôn. Để tiện rồi, khi không còn vàng ha. Và nhóm còn lại là Tân Phú, quận 12 và Hóc Môn. Thì trong mỗi nhóm như vậy thì cần ra một bảng list để bạn đó, vừa thứ nhất là mình liên hệ tất cả các nhóm lại còn nhau khi mà gặp nguy hiểm hay là gặp cái trục trặc đó, để mà liên hệ tất cả các nhóm có gần nhất để hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ chia phần quà lên từng xe, xong rồi mình sẽ thông báo về cách mà mình phát quà và mình trao những phần quà thế nào. Chắc chắn là sẽ có những bạn mới trải nghiệm lần đầu đi phát quà đêm, thì phát quà đêm mình phát khung giờ là 11 giờ nên là rất là nguy hiểm, nên là mình cần trang bị đầy đủ kiến thức của mình để mình an toàn. Tại vì Thanh sẽ né ra những cái tuyến đường rất là lớn, cũng như là những người đã biết cái thường xuyên là những nhóm là hoạt động là thường thường khung giờ nào hay là ở đâu người ta sẵn sàng mang một cái bị ra đó và người ta sẽ lấy từng quà nhiều và người ta mang về lại mình xong người ta đi bán lại. Đó là những đối tượng như vậy là mình phải ngăn chặn liền, mình không bán. Rồi, cảm ơn mọi người. Hả, được. Ở đây nóng các bạn, cháo nóng. Mình gỡ ngoài mình thấy ấm lên. Bọc ni lông thôi, nó bỏ vô đó mà. Gì? Đi bọc ni lông đó, không có đổ đâu cả. Ủa? Ok, giờ mình đi phát nha các bạn. Ý tưởng là gì? Đi rồi thấy rồi vô hả? Giờ mình cứ đi tay luôn, cứ gặp mình vô mình phát thôi. Ok. Ok. Cái video này mục đích của mình á cũng là muốn là, tại vì các bạn hay hỏi mình đó là anh ơi cứ đi từ thiện, cứ đi phát quà cho người vô gia cư bla bla cái thứ, thì anh nhớ rủ em. Thì các bạn không cần đợi rủ mình đi, thì mình nghĩ là các bạn nên vì tấm lòng hay là vì đi vì ham vui, thì các bạn tốn thời gian, tốn tiền, tốn công sức, thì các bạn phải trân trọng cái công sức của mình. Các bạn không trân trọng thì các bạn tin mình đi không ai trân trọng cái điều đó hết. Cho nên là các bạn muốn thật sự muốn đi để có cái gì đó động lại ở tuổi trẻ,
thì cứ lên tour, tự liên hệ với những chỗ sĩ. Đó là kinh nghiệm của mình. Khi mình đi phát một mình, không có nhóm, không có leader, không có gì đó, không có trưởng nhóm vậy đó. Mình cứ đi nhau rồi mình gặp rồi mình cứ vô thôi, đó là cái chuyện bình thường thôi, các bạn đừng ngại. Mình làm việc tốt mình không có gì phải ngại đó. Người đẹp, em chở được bên này không? Em chở bên này đi để hỗ trợ tốt cho việc anh đi em xuống, đem xuống ha. Tại anh đi mình đó, em chở bên này đi hết họ đưa cho anh. Được không? Chị phát cho những người lớn thôi, tại đó là mục tiêu của cái chuyến đi này. Lên đi đẹp. Lên. Dạ không, con không phải là người phát, con không phải là người phát. Con không phải là người phát. Không, em không phải là người phát. Dạ em không phải là người phát, em chỉ chở, em không có phát. Lên đi, đi sai chỗ rồi. Không phải. Lên. Anh ra khu này là anh sai rồi. Có người này có người nọ, mấy cái người mà dí theo mình xin á, em cứ làm bộ á, em cứ làm đầu anh đó. Còn hai phần con cho được có hai phần thôi, một hồi còn tiếp sau cho nữa để mình đưa dứt khoát hai phần rồi mình rút. Đó mấy người mà chạy theo xin người vậy đó, nhưng mà mình dùng mấy người sẽ đẩy. Dạ không, con không phải là người phát, con chỉ chở giùm thôi. Mình nghĩ là các bạn sẽ có rất nhiều cảm xúc ở video này. Mình không nghĩ là video này nó lại rất là thực tế như vậy ha. À, dẫu, ủa sao chạy luôn cô? Chạy luôn rồi, xin chạy luôn. Ủa mà sao chạy luôn? Tại tụi nó chạy theo á, chạy theo nó giật á. À chạy theo giật luôn hả? Chạy theo giật. Mình chạy theo cái giật người ta té luôn. Ồ, ghê vậy hả? Ở đây trên đầu đường nó lưu manh lắm. Dạ. Giật điện thoại. Dạ, dạ. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng. Dạ. Ờ, mình thấy nước mắt. Mình thấy cô rớt nước mắt các bạn. Không, mình xin phép là không bình luận. À, nếu các bạn chưa biết thì đây là đường 3 tháng 2 nha. Mấy chút đó là những người khán giả này nhiều, mà những người thật sự không cần đó. Không làm gì đâu. Bỏ cái nội túi vô chắc. Chứ để nó giật anh không có chạy được. Thiệt mà. Nên vậy đi. Thế số họ dàn cảnh là nhiều. Holy shit. Nó bằng anh luôn á. Nó nặng hơn anh luôn á. Mới thấy một đội phát áo ấm các bạn. À, bên đây cũng có nè. Phát áo ấm hay là mền gì đó, màu nâu nâu. Anh không phải là người phát. Không, em không phải là người phát. Em chỉ chở giùm thôi.
hả? Hẹn lương không? Có. Ê, kiếm sữa uống anh Quang. Kiếm sữa đồ nành uống. Sữa người lại sử dụng một cục đi. À, ok, được. Cho 4 chai sữa đi, người đẹp ơi. Uống ở đây luôn em. Lấy 1 chai nữa đi. 1 chai nữa. Em cho ông đó hả? À. Ông no rồi. Ủa vậy hả? Quá trình rồi no rồi no. À. Em hỏi tôi ông uống không, mình chỉ đem qua cho. Hả? À. Vậy thôi, có phần đó là chắc được rồi. Dạ. Để đem qua cái ông trải vậy. Dạ không, con là người phát qua vàng em đó, qua em đó. Dạ cho nó là cháu của Văn Toàn cho năm. Cháu. Không không, em không phải là người phát, em không phải là người phát. Em không phải là người phát, còn nhớ mấy dưới, còn ở dưới nha. Còn ở dưới. Ấy. Trời thân thiện như vậy con. Ừ. Em đưa con chặt. Xuống phải dừng xe. À, em chờ đi ở dưới con tớp nữa. Anh còn ít lắm, còn tớp dưới á. Không. Anh còn nhiêu đây à? Anh còn cái ấy của anh. Đừng có, con cho rồi nha, vậy nha. Rang lại, cột lại cho cô luôn. Cột lại lấy cái cọng dây gà. Nè nè, có con ngoài cọng dây gà nè. Có cái cọng dây gà. Dạ. Đồ ngoài đi từ từ nha. Ngoài không có chạy đâu, ngoài đẩy đâu mà, đúng không? Em còn 2 phần nè. Sao có ai gặp tiêu cực gì không? Mình có gặp tiêu cực gì không? Kể nghe chơi. Người nhà tìm tiếng gió heo mây, tụi nhà vừa thoáng buông áo gầy vai, tụi nhà ghi dấu chim chim qua trời. Xin cho tai em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tụi này, tụi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Rồi bây giờ Hoàng về đúng không? Hoàng về thì Hoàng phải giới thiệu với mọi người biết xong rồi Hoàng về. Hoàng đang ngồi đây kêu về. Chào các bạn, mình tên Hoàng nha. Mình có làm YouTube, xem vlog.
hành trình ngày hôm nay các bạn có muốn xem lại á thì có thể lên YouTube tìm xem vlog ra nha. Ok. Rồi, cảm ơn. Dạ mình về trước nha. Ok. Mình còn có việc ở nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye.